Đấy. Đây là Santong M2 Pro. Anh ấy cầm cái dây cho chú vào. Xe này thì chạy 6 bình 30 AH nha mọi người nhá. Thì mức giá cũng khá là hợp lý. À. Cầm cái dây màn hình mà. Cứ để ngoài này này cho chú chạy thử đã. Hướng dẫn chú chạy. Đấy. Đây là hàng chính hãng đến từ nhà máy Santong nhá. Đấy. Thương hiệu dập nổi logo nhìn rất sắc nét. Đây có cái màu là kem mix với màu đỏ đô. Thì cái màu này từ cái sản phẩm X5 Pro thì nó đã rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Ở đây sẽ có thương hiệu Santong. Đây là bọc của lốp nhá. Có xé bọc lốp này ra nhá. Đấy. 3 bánh. Và đây là lốp 310. Đây. Và ở đây thì sẽ có logo ký hiệu của nhà máy Santong để thể hiện cái lốp này cũng là lốp chính hãng đến từ nhà máy Santong nhá. Lốp gai đi địa hình này, cái gai bám hẳn ra ngoài này. Đấy. Đây là phía đằng sau. Thì đợt này đang được tặng kèm theo một chiếc giỏ đựng hàng nha anh em nhá. Đấy. Rồi. Rất là sắc nét và đẹp luôn. Chiếc xe này có thể tải lên đến 3 người. Màn hình điện tử Full LCD. Nội thất bên trong. Đây là có rèm che mưa theo xe đấy ạ. Rèm che mưa cùng chính hãng của nhà máy Santong. Chú cần con lắp luôn cho. Rèm á? Vâng. Thôi cái này cái rèm thì nó cũng lắp đơn giản đấy mà chú thích thì lắp lên luôn cho. Đấy. Đèn 4 bi 1, 2, 3, 4. Đấy. Đèn chính hãng đến từ nhà máy Santong luôn. Rồi. Mọi người thì thấy đấy. Rất là sắc nét và đẹp. Sạc nhà mình có báo hiển thị phần trăm. Sạc nhà con có báo hiển thị phần trăm ở trên cục sạc này luôn nhá. Dạ. Kèm theo cục sạc nhanh. Đấy. Lốp bánh khá là to. Xe Santong thì sẽ có thêm một cái gạt nhanh gạt chậm khi chúng ta leo dốc này. Đấy. Đấy. Con vẫn tặng kèm theo đồ cho chú nha. Một mũ bảo hiểm và một bộ cốc nước giữ nhiệt. Đấy. Cho dù là chú có gọi điện cho mình, giá cả mình có bớt cho chú, nhưng đồ quà tặng mình vẫn tặng nha mọi người nha. Đấy. Lên thử 3 người, phanh tay. Có phanh chân nữa này. Phanh chân sẽ có logo ký hiệu của nhà máy Santong này. Đấy. Thấy không? Chú ga nhẹ nhẹ thôi ạ. Bỏ hẳn cái rèm ra đi anh. Rèm cũng đến chính hãng từ nhà máy Santong. Nếu mà ai chưa thấy cái rèm này lắp ý, thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp nhá. Đây, đây là chiếc Santong M2 Pro. Chiếc đầu tiên giao tại Bắc Giang nhá. Nghĩa là M2 ý, thì rất là nhiều khách Bắc Giang đã mua rồi. Nhưng mà đây là chiếc Pro đầu tiên giao tại ở Bắc Giang. Đấy. Rồi. Đấy. Chú đi thử 3 người lớn xem sao. Đấy. Đèn hậu cũng rất đẹp nhá. Đèn hậu đèn led này. Nguyên một thanh. Rồi. Cái này cũng có cả kết nối điện thoại đây chú ạ. Chiếc xe này thì có kết nối điện thoại nhá. Trần này. Mọi người thấy nhìn thấy trần không? Trần lỉ này. Sẽ chống nóng thôi. Đó. Đấy, chú đi tiến lùi rất thạo luôn. Như kiểu đi rồi. Đấy. Rồi. Úi giời, cầu vi sai. Đấy mọi người thể thấy cái bánh nó vừa lẩy không? Cầu vi sai hoạt động rất tít nhá. Rồi. Đấy. Đấy. Mọi người thì thấy không? Đây là chú đang quay đầu lại. Thì màn hình hơi rung vì mình đang phải zoom to lên này. Đấy. Rồi. Rồi. Bây giờ xem đánh giá cảm nhận của chú như thế nào nhá. Đấy, một chiếc xe nhìn cực kỳ là to và hầm hố luôn. Chiếc xe này mà để đi đón con, đón cháu ở trong những cái khu làng, khu xóm và những cái khu resort ấy thì rất là tuyệt vời luôn. Nhưng giá thành của nhà máy Santong thì anh em đừng có bao giờ so sánh với những chiếc xe rẻ trên thị trường nhá. Đấy, thụt êm này, nhìn phuộc này, phuộc trước này, đấy, phanh gấp này, sai. Đấy, chú chạy thấy ok chưa chú? Chú dùng thẳng chân sẽ ăn hơn nha, chú phanh phát, chú đạp phát là sẽ ăn luôn. Đấy, dốc các thứ leo rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Đấy. Đây là chú lùi. Đấy. Đó. Chạy chiếc này thì êm tuyệt vời rồi. Chú chưa chạy hết tốc độ đâu. Lúc ấy tốc độ 12. Màn hình này, màn hình của nhà máy Santong sẽ thể hiện logo của nhà máy Santong. Ở đây thì sẽ có cổng sạc điện thoại rồi chú nhá. Cổng sạc điện thoại này. Vâng ạ. Và chỗ cắm điện thoại ở đây. Chỗ cắm điện thoại ở đây. Dạ, đó. Xe này cũng có thể kết nối với điện thoại để nghe được nhạc. Cần gạt mưa bằng điện, chú gạt đấy ạ. Đấy, cần gạt mưa thuộc hàng dài nhá. Đấy, anh em thấy thấy không? Bằng điện luôn. Rồi, rất hiện đại. Rồi. Rồi. Ok nhá. Thụt cùng đến chính hãng từ nhà máy Santong này. Đấy, mua một sản phẩm Santong chính hãng thì chúng ta cần lưu ý nhá. Rồi, còn muốn mua sản phẩm rẻ hơn chúng ta có thể gặp Đức Mario được mà. Ghế này, đây này, anh hoặc là chú thử ngồi cái ghế đằng sau mà xem. Nó sẽ rộng hơn, kể cả hai người lớn. Đấy, kể cả một người anh ngồi lên anh lái là ok ạ. Bản này thì là bản mới nhất và rộng nhất rồi trên thị trường ạ. Đấy, thế là đi được 3 người nhá, cộng thêm một người ngồi lái. Đấy, chứ đừng bảo cái ghế đằng sau này ngồi được 3 người lớn nhá. Nó toàn ăn tục lòi phét. Thế nên là mọi người phải chú ý mua xe. Ok. Cái xe thì có thể lật được thành thùng hàng. Rồi, đấy, xi nhan LED này, xi nhan đằng trước này. Anh xi nhan lốt bên kia cho em với ạ. Đấy, trái phải đều ok nhá. Để kiểm tra đằng sau này. Đấy. Đấy, đằng sau 2 tầng LED luôn anh em ạ. 2 tầng LED luôn. Anh xi nhan đây. Đấy, 2 tầng LED nhá. Rồi, rất là đẹp, đúng không? Đấy. Rồi. Cái này nó đấy. Cái này là có điện ạ, cái này có điện để soi biển chú ạ. Dạ. Đấy, hàng nhà máy Santong thì làm cực kỳ là chuẩn chỉnh chứ không phải là treo cái đấy không đâu nhá mọi người nhá. Rồi. Giờ thì bàn giao xe. Bật cả 4 đèn nhá. Rồi. Cái thế hệ mới nhất, 4 đèn luôn. Đây là 4 pin LED. Cái này không, cái này có sáng. Có sáng rồi chú. Đây, 2 bóng bi LED hai bên này. Đây là một bên nhá, sang bên này này. Rồi. Đấy. Rồi. Giờ thì giao xe, 4 bóng bi LED sẽ chạy cao hơn, sướng hơn rồi.